Dương Quốc Thịnh nha, mình đang đứng chỗ dọc theo cái bờ sông của thành phố Sa Đéc, đó cái bờ kè. Cái góc bên này là trường án cũ đó, cái thực tiễn cũ hồi xưa đó. Chiều nha các bạn, buổi chiều á. Bán đồ theo cái bờ kè này nè, tới nó bán xa tới đó. Ở đây là khu Nguyễn Văn Quân cũ nha các bạn, cái góc này là khu Nguyễn Văn Quân cũ, cái góc này là khu Nguyễn Văn Quân cũ nha các bạn, đó cái góc này nè. Xích thằng kia nữa là bến tàu á, bến tàu thành phố Sa Đéc rồi đó đó. Chiều là ta bán quần áo dài đó, ở cái chỗ ngã ba đó, đó là cái xe cũ đó. Dọc theo cái bờ sông nha các bạn, bữa nay mình review cho các bạn coi nha, dọc theo bờ sông. Cái này mình đang đứng trên cái cầu của cầu sắp quay nha các bạn, cái cầu sắp quay, mình đang đứng trên cái cầu sắp quay, người ta đẩy xe qua nha các bạn, là buôn bán. Cái hướng này là qua bên phường 3, phường 4 rồi đó. Cái này do trường án cũ hồi xưa nè, du lịch hồi xưa đó, bến sông này hồi xưa rồi nè, bến sông hồi xưa mà người ta để xe, để cái tàu du lịch ở đây này các bạn. Cái góc bên đó là khúc xa xa đằng kia là phường 4 nha các bạn. Xa xa bên kia là phường 4 á, góc đây là phường 4 nè. Cái này mình review cho các bạn coi nha. Đó, chắc chiều người ta bán đồ đông lắm. Xa mút con mắt qua khỏi tới chỗ đi sau á là người ta bắt đầu người ta có bán đồ ăn rồi đó, lẩu rồi đó. Các bạn có thích thì nhớ cho mình xin một like, một cái ủng hộ nha các bạn. Ở đây là Chí Nghiệp mình nha các bạn, đây giữa khung hình mình đó là Chí Nghiệp á, Chí Nghiệp nha các bạn, với số Chí Nghiệp á, với số Chí Nghiệp nha các bạn, Ngọc Lĩnh rồi nè, Chí Nghiệp, Ngọc Lĩnh, Chí Nghiệp đang nằm đây nha. Cái hướng này là qua chùa Hang Voi hồi xưa, tự động của mình quên cái tên, chùa Vũ Quang và chùa Hang Voi á. Thì các bạn có thích thì xem, nhớ cho mình xin một like. Chiều ở đây người ta uống cà phê nè, thơ mộng lắm nha các bạn đó. Theo dọc theo cái bờ kè nè, chiều ta uống cà phê rồi kia là Á Tiều đó. Còn cái góc này á là đây khu Nguyễn Văn Quân cũ á, đó có bán hai bán mì rồi đó. Nhiều có ghe xuồng qua lại tấp nập nha các bạn đó. Cái hướng này á là đi về Nàng Hai nha các bạn, về Nàng Hai á, Nàng Hai phường 3 rồi nè. Đó cái góc đó là chùa đó, chùa Cơ Đài đó. Để mình không có tiện qua đường được, khó lắm qua lắm. Bây giờ cái cầu nó làm chắc chắn lại nha các bạn, chắc chắn hơn hồi xưa nhiều lắm nha các bạn, chắc chắn hơn hồi xưa nhiều. Đó, các bạn có thích thì nhớ cho mình xin một cái like ủng hộ. Ngoài ra mình có bán gạo, số điện thoại của mình là 0949063570 nha các bạn. Đó, những cái chiếc xà lan bây giờ nó chở xuôi ngược theo dòng nước nha các bạn. Đó, ai có thích thì nhớ đăng ký kênh của mình giùm. Cảm ơn, like, chia sẻ. Đó.
nhắc lại nha, cái hướng này là đi về phường 3, phường 4 này này nha, về cầu Kiến rồi đó. Còn cái hướng này là bên chùa Cao Đài rồi nè, bên chùa Cao Đài nha các bạn. Đó, xa xa. Cái hướng này là về cầu Cái Sương 1 á, về chỗ chợ cá rồi đó, về chợ cá cầu Cái Sương 1 Ngọc Đài rồi đó. Thì cái khúc chặn giữa này là bắt đầu nó có bán đồ ăn, mấy cái lẩu rồi đó, mấy đứa nhỏ nhỏ nó thích lắm, bị nó ít tiền ấy các bạn đó. Còn đây thì người ta uống cà phê rất chiều đó, uống cà phê sinh tố rất chiều đó. Ai có thích thì cho mình xin một like, một cái đăng ký, một cái subscribe đó, là cái động lực đó. Đó, cái bờ kè, cái đường này là đường bến tàu cũ hồi xưa này nha các bạn, dọc theo mấy sông của thành phố Sa Đéc. Đây là Chí Nghiệp, đây là Chí Nghiệp nha các bạn, đây là Chí Nghiệp rồi nè, Ngọc Lụm rồi nè. Nếu các bạn có thích thì nhớ cho mình xin cái đăng ký nha các bạn. Đó. Còn cái hướng sau lưng mình là đi lên Sa Giang rồi đó, đi lên Kem Bà Sồi rồi xưa đó. Cái hướng này nè, tại vì mình bước qua nó không có tiện. Đó, cái hướng này á, đi lên Kem Sa Giang Bà Sồi rồi xưa đó. Đó, hướng này là về chùa Bửu Quang, là chùa Hang Voi. Mình nhỏ mình có thấy Hang Voi là mình đi chùa Bửu Quang. Đó, sinh tố loại đây có bán nha các bạn. Đây, mấy cái quán này là sinh tố, nó dọc theo mấy cái sông nè. Đó, chiều này nó mát lắm nha các bạn. Đó, chiều nó mát nha. Đó, người ta ngồi uống sinh tố nha các bạn. Mấy cái chỗ đó ta che đó là người ta bán đồ quần áo may sẵn đó các bạn. Bây giờ người ta bán ban đêm nha, cái vùng này bán quần áo may sẵn, những cái vật dụng rồi đó. Đó, có cái cô đó cũng bị tàn tật mà cổ vừa dẫn ra đi bán đây nha các bạn. Đó, thấy không, bán ba cái cơm rồi đó nha các bạn. Đó, ba cái cơm rồi đó, giữa khung hình nè, cái cô nè. Đây cũ ngại, cô không cho quay, không cho quay cho nên mình không có quay gần được. Đó, ngay chỗ ngã rẽ đó là ngã ba Nguyễn Văn Vương nha các bạn. Đó. Chắc là 6 giờ mấy rồi. Mình bữa nay mình review cho các bạn xem. Đó. Cái hướng này là tỉnh ủy hồi xưa nè. Đó. Còn cái gốc đằng này là phường 4 đó các bạn, chỗ cái đập lỡ nè, chỗ nó là nước đập lỡ nè. Thì bữa nay mình sẽ quay tổng thể cho các bạn coi lại, mà quay cái góc độ nằm trên cao đó. Sẽ quay cái gần nè, tầm gần nè, gần nè. Đó, cái cô này cô tôi bị tàn tật nhưng mà cô vẫn bán, cái cô không có xin nha. Hai cái giò cô bị tật nguyền, cái cô không bao giờ xin nha các bạn, không xin nha. Đó, bán đồ, bán cốm, bán bắp rồi đó nha các bạn. Cô này đâu khúc dưới cầu Sở Giạc á. Thành phố
phố Sa Đéc nha các bạn. Cái này thuộc loại quận phường 2 à. Thôi mình xin kết thúc nha các bạn. Ai có thích thì nhớ cho mình một cái đăng ký, một cái like, một cái subscribe. Cái này là cầu sắt quay nha các bạn. Đó, hai bên hông đường đi nè. Cầu sắt quay nha. Đó. Cái hướng này đi về đường Trần Phú, đi đường trường trung học rồi luôn được nha các bạn. Mình cũng xin chào các bạn. Mình xin kết thúc.